Quan Vũ đương nhiên giỏi hơn, vì ở Việt Nam người ta thường xăm mình vào thờ Quan Vũ, có mấy ai xăm với thờ Trần Hưng Đạo đâu ông. Chào bạn, bạn có nhầm lẫn gì không chứ? Mình thấy ở Việt Nam nhân dân thờ phụng Đức Thánh Trần Hưng Đạo nhiều lắm. Còn việc xăm hình thì mình có một ông anh làm chủ tiệm xăm bảo rằng do cái lực của cụ Trần Hưng Đạo lớn quá nên khách sợ không gánh được nên không dám xăm hình cụ. Vậy bạn có biết vì sao Quan Vũ được miêu tả là mạnh nhất nhì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nhưng lại chết trận không? Đó là vì bản tính ngạo mạn, xem mình là nhất và coi thường địch thủ, điều tối kỵ với một người làm tướng. Do đó Quan Vũ mất mạng và làm mất thành Kinh Châu, khởi đầu cho sự diệt vong của nhà Thục Hán. Còn ngài Trần Hưng Đạo là người cư xử đức độ, Đức Thánh Trần còn gạt bỏ các hiềm khích từ đời cha, hết lòng phó tá vua Trần. Những chiến công của Quan Vũ, cần phải nói rằng những chiến công của Quan Vũ đều được thổi phồng không thực tế và đều lập công trong những cuộc nội chiến của Trung Quốc. Khi Trung Quốc ngày xưa dễ dàng bị quân Mông Cổ xâm lược thì ngài Trần Hưng Đạo cùng quân dân nhà Trần đồng lòng 3 lần đánh bại đội quân này.